Con lên phòng nha mẹ. Khoan đã con, ngồi xuống đây với mẹ đi. Một chút thôi mà. Mẹ xin lỗi. Thực ra mẹ chỉ nghĩ đến tương lai của con thôi. 20 năm qua mẹ chịu quá nhiều cực khổ rồi, cho nên mẹ mới có suy nghĩ thực tế như vậy. Mẹ không muốn tụi con phải đi theo vết xe đổ của mẹ. Nhưng nếu như con không thích thì được rồi. Từ nay trở đi mẹ sẽ không cho dì Liễu giới thiệu với con những người như vậy nữa nha. Con đừng có giận mẹ nha. Con biết á, là mẹ lo cho con. Không phải là con không chấp nhận những chiêu trò lăng xê này, nhưng mà nó phải nằm trong chừng mực mà con có thể chấp nhận được. Với lại không gây hại cho ai, cũng không có làm trái lương tâm của con nữa. Con không có cần phải làm mọi cách để làm MV đâu mẹ. Bây giờ mình không có tiền thì mình sẽ để dành từ từ, tích góp cũng được vậy. Rồi mình sẽ làm sao? Mẹ biết rồi mà. Mẹ sẽ chiều theo ý con. Mẹ sẽ không ép con làm bất cứ chuyện gì con không thích nữa, được không? Con lên phòng nha mẹ. Nè, con nghỉ ngơi chút cho khỏe, để con có sức. Kỳ này chụp hình tới tối lần đó con, nha. Dạ. Tôi nghe nè chị, ông Tuấn, coi bộ ông khoái ông Phương thiệt rồi. Ông cứ kêu tôi bằng mọi cách giúp ông mua được nó. Bây giờ á, tôi nói bà nghe nha, bà thuyết phục nó đi. Ông này á, tiền bạc đối với ông không thành vấn đề. Ông rất là giàu. Bây giờ bà không chịu tranh thủ cơ hội lăn xê ra MV cho con Phương. Mai mốt mà nó chìm rồi, ai thèm quan tâm tới nó nữa. Bây giờ mình phải nắm bắt cơ hội lần này. Bà khuyên nó đi. Tôi biết tính nó mà, nó không có chịu đâu. Hay là tôi có cách này nè. Bây giờ chị có làm bộ chỉ cho ông Tuấn cái cách mà cua con Phương đi. Nói ổng á, cứ bỏ tiền cho nó đầu tư MV trước để lấy lòng nó. Chị cứ cho ổng số điện thoại của tôi, tôi sẽ giả làm con Phương nhắn tin qua lại với ổng. Chị chỉ cần tìm cách làm sao á, trong cái khoảng thời gian mình làm MV á, ổng không gặp trực tiếp con Phương là được. Chuyện còn lại để tôi lo nha. Còn con Phương á, thì để tôi nói là cái tiền đó là do tôi trúng số. Để khi nào cái MV của nó ra thành công rồi á, tôi sẽ nói sự thật với nó. Còn nếu như lúc đó mà đã không chấp nhận thì nó đã nổi tiếng rồi, nó sẽ nhận xô trả lại cái số tiền đó cho ổng. Chị thấy thì sao? Ok, bà làm cách gì cũng được, miễn là tôi lăn xê nó thành công. Gà đầu tiên của tôi mà. Quyết định vậy nha chị. Chiều 2 giờ mình gặp nhau ở studio nha chị. Là phải đợi kết quả chiều nay thì mới báo được nghe không? Chị coi như là chưa có biết cái chuyện này, đừng có sơ hở rồi lộ hết nghe không? Tôi biết rồi, bà yên tâm đi. Rồi, vậy nha.